Ngày xưa có đôi vợ chồng Cốc sống ở bờ ao. Cốc vợ mang thai sắp đến ngày sinh nở. Cùng thời gian đó, dưới ao cũng có đôi vợ chồng nhà trê hiếm muộn. Từ từ nào, trời mới mưa, đường trơn lắm đó. Mình ngồi xuống đây nghỉ mệt nhé. Mùa này thật mát mẻ, con của chúng ta sinh ra chắc chắn sẽ thích lắm đây. Ngôi nhà của con chúng ta sắp xong rồi, đến lúc đó mình có thể yên tâm mà sinh. Con của mẹ thật đáng yêu quá. Mẹ yêu các con nhiều lắm. Mẹ ơi, chúng con cũng yêu mẹ nhiều lắm. Các con của mẹ thật đáng yêu quá. Mẹ yêu các con nhiều lắm. Mẹ ơi, con tặng mẹ bông hoa nè. Ôi, mẹ cảm ơn các con. Các con của mẹ ngoan quá. Mẹ ơi, đợi chúng con lớn lên, chúng con sẽ báo hiếu cha mẹ ạ. Các con ấy ơi. Ôi, cha về. Các con của mẹ mau mau lớn nha. Nghèo hèn kia, ai cho chúng bay chơi ở trước cửa nhà tao hả? Mau cút đi. Ôi, cái mụ chơi hung dữ ra rồi. Nghe nói nhà mụ vừa tham lam ích kỷ lại rất xấu xa nữa đó. Chúng ta đi chỗ khác chơi, đừng dây đến mụ ấy. Ôi, phải chi mình cũng có con nhỉ. Mình ăn ở hiền lành như vậy mà sao ông trời không cho mình đứa con nào hết. Ta sắp được làm cha rồi. Ôi vui quá, vui quá. Ta sắp được làm cha rồi. Nè, cái tên Cốc kia, ngươi đang làm gì đó? Chào bà Trê. Tôi đang xây nhà cho vợ đẻ. Vợ tôi sắp sinh con rồi. Ta sắp được làm cha rồi. Ôi vui quá, vui quá. Ta sắp được làm cha rồi. Nãy giờ bà đi đâu vậy hả? Tất cả là lỗi của ông đó. Tại ông mà tôi không có đứa con nào hết. Giàu có mà không có con cũng không vui được. Bà ơi, mau mở cửa cho tôi đi. Bà ơi, mau mở cửa cho tôi đi. Khi nào ông tìm được con cho tôi nuôi, tôi mới cho ông vào. Ôi trời ơi, tôi biết đi đâu tìm con cho bà bây giờ. Ôi à, tôi sắp sinh rồi mình ơi. Mình ơi. Tôi được làm cha rồi. Tôi được làm cha rồi. Mình im lặng cho các con ngủ nào. Vợ chồng mình lên bờ kiếm gì ăn thôi nào. Trứng nở thành con nhanh lắm. Chúng ta còn phải kiếm thức ăn về cho con nữa. Đám trẻ này con ai? Sao lại giống dòng họ Trê nhà mình vậy? Mẹ ơi, nhà mẹ ở đâu? Ôi, vậy là trời thương.
muốn đám cá con này là con mình đấy mà. Các con, cha nè, theo cha về nhà, nhanh lên, đi. Cha đây rồi, mẹ có hả không? Mẹ đang đợi các con ở nhà, mau theo cha về gặp mẹ, nhanh lên các con, nhanh lên. Trứng cốc nở ra bầy nồng nọc đầu tròn, đuôi dài, mình đen, giống hệt cá trê con. Trê thấy vậy mừng rỡ, lùa cá bầy nồng nọc về nhà, nhận là con mình. Các con giữ im lặng để làm cho mẹ bất ngờ. Sao chưa vậy mà ông đã trở về rồi hả? Đã tìm được con cho tôi chưa mà về? Bà hãy xem đi, đây là con tôi. Quá đà, bấy lâu nay ông lừa dối tôi, ông có con riêng bên ngoài, giờ còn dẫn về đây nữa. Sao mẹ lại khóc? Ai là mẹ khóc thế hả mẹ? Bà ơi, không phải như vậy đâu. Là đây, nghe tôi nói nè, tôi nói cho bà nghe, là đây. Ôi, thế thì tốt quá, từ nay chúng ta có con rồi. Đúng vậy, đây là con của chúng ta đó. Các con của mẹ, lại đây với mẹ nào. Mẹ ơi, chúng ta đâu rồi? Các con ngoan của mẹ, mẹ đã dọn cơm rồi đây. Các con mau ngồi xuống ăn cơm đi nào. Nhà mình không có gì ngoài điều kiện. Âu chí dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Nè, liệu cha mẹ đám trẻ có đi tìm chúng hay không vậy? Vợ chồng nhà Cốc đã lên bờ hết trơn rồi, chắc chưa có về liền đâu. Lỡ vợ chồng họ về đây đòi lại con thì sao hả? Đám trẻ rất là dễ thương, tôi không chịu trả lại cho vợ chồng Cốc đâu. Vợ chồng ta cứ giấu bọn trẻ ở trong nhà, không để cho vợ chồng Cốc thấy. Vợ chồng họ trên bờ thì chắc chắn không có biết được đâu. Cứ làm như vậy đi. Các con yêu quý của mẹ đã nở chưa nào? Hả? Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu? Các con của chúng ta đâu mất rồi? Các con ơi, các con đang ở đâu? Vợ chồng Cốc buồn rầu tìm kiếm đàn con, hỏi han khắp nơi nhưng chẳng ai biết tung tích. Các con đâu rồi? Ai vậy? Ai chặn đường của tôi vậy? Không sợ lưỡi gươm sắc bén trên đầu của tôi hả? Dạ chào bác Tôm, tôi xin lỗi vì đã gia vào bác. Tôi đang vội đi tìm con của tôi, bác có thấy đàn con của tôi đâu không bác? Không, tôi không thấy đám trẻ nào gần đây hết. Này Cốc kia, người biết ta lại hay không? Anh Rùa, anh có sao không? Tôi không có cố ý đâu, tôi chỉ muốn hỏi anh là có thấy đàn con của tôi đâu không. Sao anh hư vậy? Sao có thể để mất con mình? Tôi và vợ đi kiếm thức ăn cho chúng, lúc đi chúng chưa có nở, đến khi về thì chúng đi đâu mất tiêu hết rồi. Anh biết chúng ở đâu, chỉ giúp tôi với. Tôi không rảnh mà quản con cho anh. Này hai cháu, hai cháu có thấy đàn cốc con nào bay ngang qua đây hay không? Chúng cháu không thấy đàn cốc nào hết, nhưng chúng cháu chơi gần đây có nghe thấy tiếng con nít ở nhà con chơi. Cảm ơn các cháu nhiều lắm. Chào anh Trê. Các người tới nhà tôi làm gì? Tôi có quen biết các người đâu.
đừng có thấy sang mà bắt hoàng làm họ nghe. Anh Trê ơi, anh có thấy đám con nhà tôi đâu không anh Trê? Chị buồn cười, con anh chị sao lại hỏi tôi? Đám con tôi vừa mới đẻ ra ở gần đây, chúng không biết đường nên có thể lạc đến nhà anh. Có con thì phải giữ chứ, để tụi nó đi lạc rồi còn tìm làm gì. Con của chị thì chắc là giống chị, tụi nó sùm ồn ào tìm cha mẹ nên có người dẫn lên bờ rồi. Thật không ạ? Anh có biết chúng đi đường nào hay không, hay thấy ai dẫn chúng lên bờ để cho tôi hỏi thăm? Không biết ai dẫn đi, chỉ nghe thấy tiếng tụi nhỏ hướng này nè. Hãy xem cú sút của ta đây. Ôi, bức tranh quỷ của tôi. Đi đi, không, thầy của em mà. Không, giả lên đi. Nè, các con yêu của mẹ, đừng giành nhau nữa. Mẹ sẽ mua cho mỗi đứa một cái, ngoan nào. Xem ra phải cho chúng ra ngoài chơi thôi. Nhốt chúng ở trong nhà, chúng phá nhà mất quá. Cách tốt nhất là cho chúng đến trường đi học, nhưng sợ chúng ra ngoài gặp vợ chồng cóc quá. Bà yên tâm đi, tôi đã lừa vợ chồng chúng lên bờ rồi. Vậy thì ngày mai cho chúng đi học với thầy Cá Trạch thôi. Thầy giỏi dạy dỗ bọn trẻ lắm. Đến giờ vào lớp rồi, mau vào thôi. Nè, nè nè nè, đến đây ngồi với bọn mình. Bạn ấy cùng là loài cá trê như tụi mình, bạn ấy phải ngồi cùng bạn mình chứ. Xe bọn ngốc kia nói kìa, nghĩ ai cũng giống mình à. Nói không chừng chúng mày cũng không phải cá trê đâu á. Nga bậy, bọn này là giống họ nhà trai. Cha mẹ chúng tôi là phú hộ trai vùng này, ai mà không biết. Bạn nói đi, bạn có phải dòng họ trai nhà mình hay không? Không đâu, tuy hình dạng chúng ta khá giống nhau, nhưng thật ra mình là dòng họ nhà ếch, sống ở trên bờ á. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Được rồi, hôm nay thầy sẽ dạy cho các con hiểu quy luật sinh sống của loài động vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước nhé. Các con hãy nhìn vào đây. Không chỉ là loài ếch không đâu, còn có loài cóc nữa đó các con ạ. Chào vợ chồng anh cóc. Chẳng hay có chuyện chi mà vợ chồng anh chị khóc lóc đau buồn như vậy? Không giấu gì anh, vợ tôi vừa sinh một đàn con. Chúng tôi đi tìm thức ăn về thì không thấy con đâu nữa. Chúng tôi tìm khắp nơi vẫn không tìm được. Con tôi có về kể cho tôi nghe chuyện trên lớp học. Có bốn bạn con nhà trê trông rất giống nó. Trước đây tôi cũng nghe nói nhà trê hiếm muộn, không biết từ bao giờ có một đàn con như thế. Biết đâu đấy chính là con của chúng tôi. Nếu quả thật là như thế thì vợ chồng hắn thật là độc ác, còn lừa chúng tôi lên bờ tìm kiếm bao ngày qua. Tôi phải về đấy để tìm các con mới được. Khoan đã, anh chị đến đó vợ chồng trê sẽ không chịu nhận đâu. Vậy theo bác chúng tôi phải làm sao? Anh chị hãy đến thẳng trường học để nhìn thử xem có đúng con anh chị hay không. Nếu đúng là con anh chị thì bắt nhà trê trả lại. Bác nói đúng, chúng tôi xin nghe theo lời bác. Cảm ơn bác rất nhiều. Có cần giúp gì bác cứ nói với tôi nha.
các con ở nhà phải nghe lời cha mẹ có biết không? Dạ, con chúng tôi là nhà thầy. Nè, hôm nay trời đẹp, chúng ta đã đất trống cho đá banh đi. Được đó, lần này đội mình nhất định sẽ thắng. Không được đâu, chúng ta chưa xin phép cha mẹ. Thì như vậy, cha mẹ sẽ lo lắng lắm đó. Phải đấy, chúng ta về xin phép cha mẹ rồi mới đi đến đó chơi được. Phải, vậy hẹn trưa cùng ra mảnh đất trống chơi nhé. Đúng rồi, đúng rồi, đúng là các con của chúng ta. Trời ơi, con tôi. Con ơi con. Cuối cùng, cha mẹ cũng tìm được các con rồi. Con của tôi. Không, chúng tôi không phải là con của ông bà. Cha mẹ chúng tôi là nhà trê. Ông bà nhầm rồi. Không, các con là con của cha mẹ. Hả? Không đúng, chúng tôi là con nhà trê. Chúng ta về thôi, coi chừng họ là người xấu muốn lừa bắt chúng ta đó. Không, không con ơi, mẹ là mẹ của các con mà. Mở cửa, mau mau mở cửa. Tên dây kia, mau mở cửa cho ta. Cái tên cốc kia, tại sao ngươi dám đến phá cửa nhà của ta hả? Ta đến đây để đòi lại con của mình, mau trả con cho ta. Ta không biết con của ngươi ở đâu hết. Anh Trê ơi, tôi cầu xin anh, anh hãy trả con lại cho tôi đi anh. Cút đi, ta không biết con của các ngươi ở đâu hả? Nếu còn không đi, ta sẽ đánh đuổi các ngươi à. Ngươi đừng chối, ta thấy các con của ta đi vào nhà ngươi rồi. Các ngươi hãy cút đi, nếu không muốn bị ta đánh chết. Chồng ơi, chồng ơi, chồng có sao không chồng? Tên trời ngang ngược độc ác, ta phải lên báo quan giành lại con mới được. Quan, con là cốc, con đến đây xin kiện nhà họ Trê bắt cóc con của con. Cái Trê kia thật to gan, người đâu? Dạ, mau bắt tên cái Trê kia đến đây cho ta. Ê, ê, Trê kia. Dạ, bẩm quan, quan cho gọi con. Họ cốc này thưa nhà Trê người đã bắt cóc con của họ, có chuyện này hay không? Dạ thưa quan, nó nói láo, lũ trẻ là con của con á quan. Nói dối, lũ trẻ vốn là con của tôi. Thằng này láo, thấy tu sang bắt quan làm họ đúng không? Đã có đường thừa, phải tạm giam Trê lại, đợi điều tra sau. Ông ơi, ông có sao không vậy? Bà ơi, bà phải tìm cách cứu tôi ra khỏi đây. Tôi biết làm sao cô không ra khỏi đây bây giờ. Bây giờ chỉ có một cách có thể cứu tôi mà thôi. Ông nói đi, để tôi còn làm nữa. Bà mau mau á, mang quà qua nhà quân sư Caro, nhờ ông ấy giúp đỡ cứu tôi ra khỏi đây. Nhà mình giàu có là lợi thế mà. Bà không phải khóc. Bác Rô ơi, bác có nhà không vậy? Bác Rô ơi, bác Rô, bác Rô chưa? Ai đó, vào đi. Là tôi đây, hàng xóm của bác đây. Các con mau chào bác Rô đi nào. Dạ, chào dạ, bác Rô ạ. Chị Trê đó à, tôi cũng đoán chị sẽ đến tìm tôi. Dạ, tôi đến tìm bác vì chuyện anh Trê chồng của tôi. Bác ơi,
bác mau giúp cha của cháu đi. Cha của cháu bị quen. Cha cháu bị quen mà. Ê, các cháu cứ từ từ. Các con ngoan, đứng qua một bên cho mẹ nào. Chỉ còn mình nhỉ? Ôi, lũ con nhà cô dễ thương quá. Dạ, vậy mà nhà Cốc cứ khăng khăng bảo là con nhà họ. Nhờ bác giúp để quan trên thả cha chúng ra ạ. Thôi được rồi, mai tôi sẽ làm cổ mời quan ghé chơi. Lúc nào tôi ra hiệu, cô hãy cho lũ trẻ chơi đùa trước mặt quan. Chuyện còn lại để tôi lo. Cảm ơn bác Rô, trăm sự nhờ bác. Cảm ơn bác. Dạ, con mời quan dùng trà. Nè, quân sư, đã cho người đi điều tra vụ nhà Trê Cốc chưa hả? Dạ bẩm quan, con đang cho điều tra. Cái cơ lừa sẽ ông thợ nào khỏe thì ăn cơm vuông, ông thợ nào thương thì về cố mẹ. Trẻ đáng yêu này ở đâu ra vậy? Dạ bẩm quan, đây là bọn trẻ nhà Trê đấy ạ. Đầu to dẹp, có đuôi thì đích thị nhà Trê đâu còn gì. Tên Cốc lao tuyệt, dám kiện cáo lung tung. Ngày mai thăng đường xử tội hắn mới được. Nè Cốc kia, ai cho ngươi vu khống cho nhà Trê hả? Dạ bẩm quan, con đâu có. Ngươi hãy nhìn lũ trẻ đi, chúng rõ ràng là họ nhà Trê chứ đâu phải là họ nhà Cốc của ngươi. Con của các ngươi sao không giống các ngươi? Dạ bẩm quan, đây là lũ con nhà con, lúc nhỏ chúng có hình dạng như thế ạ. Dạ bẩm quan, hắn nói dối đó, đây đều là con của con mà. Nè lũ trẻ kia, ai là cha mẹ của các ngươi hả? Ôi, các con ngoan của cha. Các con ơi, ta mới là mẹ đẻ ra các con đây. Vậy là đã rõ, lũ trẻ này là của nhà Trê. Vợ chồng Cốc này rõ ràng là muốn vu oan mà. Người đâu, mau đánh tên Cốc này 50 hiệp và giam vào ngục cho ta. Qua cho tôi qua. Đừng đánh chồng tôi không đòi con nữa đâu. Đừng đánh chồng tôi nữa. Bắt giam Cốc chồng lại. Cốc vợ đầy đi biệt xứ, không cho xuống hồ này. Dạ.
thơm quá. Mai mà mình lanh trí. Giảm ăn vô nè, rồi chết nè, chết ông nè. Ôi, chết ông nè. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đủ ngày tháng, bầy nòng nọc bắt đầu phát triển chi như lòi cốc. Vợ chồng trêu hoảng sợ chuyện gian trá bị bại lộ. Bây giờ phải làm sao? Tạm thời cứ để chúng ở nhà, không học hành gì nữa. À, chào thầy. Không biết thầy đến nhà tôi có chuyện gì không? Tôi đến để hỏi anh, vì sao cá trê con không đi học? Con tôi không thích học nhà thầy nữa. Tôi sẽ tìm thầy khác cho chúng. Cảm ơn thầy đã quan tâm. Chào thầy, tôi đến để đưa thư cho chị Cốc. Chị ấy nhờ tôi vì không thể xuống hồ. Tội nghiệp, các con thì bị mất, chồng thì bị giam, còn mình thì phải ở trên bờ. Nên ngày nào chị ấy cũng khóc, nhìn ếch con nhà tôi mà thương. Nếu tin ngày tính tháng thì chỉ để sao ếch con nhà tôi mấy ngày. Nếu đàn nồng nọc kia là con nhà anh chị Cốc thì chúng đã mọc chân rồi, chỉ chúng nó mới minh oan được cho cha mẹ ruột của mình. Làng đang có tiền, ai là đánh trống làm mất vui thế này hả? Bẩm quan, con là thầy đồ dạy học, muốn làm đơn tố cáo vợ chồng nhà trai cướp con. Lại chuyện cướp con à? Chuyện đã rõ mười mươi, ngươi còn đến đây làm loạn. Ngươi muốn ăn đòn giống thằng cha Cốc đúng không? Bẩm quan, con xin quan hãy xem hết tờ đơn của con rồi hãy định tội. Thật sự có chuyện này xảy ra ư? Bẩm quan, nếu quan không tin hãy hỏi cha con nhà ếch đi à. Bẩm quan, loài ếch và dòng họ chúng con như cốc, nhái, khi sinh sẽ cho ra trứng, sau khi trứng nở sẽ cho ra lũ nòng nọc con, đầu to và có đuôi nhìn giống cá và sống ở dưới nước à. Dạ bẩm quan, con trước đây chính là nòng nọc con à. Ồ, thế giới này thật kỳ diệu, loài vật chúng ta thật muôn màu muôn vẻ. Chính vì vậy, nhà trê thật sự cướp con của vợ chồng Cốc. Bằng chứng là hôm nay lũ nồng nọc, đủ ngày sẽ mọc chân đứt đuôi thành cốc. Đã mấy hôm nay vợ chồng trê không cho lũ con đi học nữa là lý gì? Nồng nọc vừa đâu, mau đến nhà trê đem lũ trẻ đến đây xem thực hư thế nào. Không sai mà. Nếu theo quá trình tiến hóa thì đây chính là con của nhà Cốc. Vợ chồng Trê đâu? Có phải vợ chồng ngươi đã cướp con của vợ chồng Cốc hay không? Bẩm quan, vợ chồng con. Bác ruột, xin hãy cứu vợ chồng tôi với. Bẩm quan, chính lão quân sư nhận vàng bạc mới giúp đỡ vợ chồng kê. Dạ, xin quan xa tội con lỡ dại. Người đâu, đem rước vợ chồng kê cùng ca rô lại cho ta, đợi ta thăng đường xử án.
Đây chính là nơi mẹ con đã sinh ra các con. Ôi, chúng ta đã chối bỏ cha mẹ mình. Chắc cha mẹ buồn lắm. Nhưng sao lúc đó mình tìm mà không thấy cha mẹ đâu? Mẹ con có kể hết với thầy rồi. Lúc đó vì lo lắng các con sinh ra không có thức ăn nên cả cha và mẹ con đã đi tìm thức ăn. Đến khi quay về thì không thấy các con đâu nữa. Vậy lúc đó mình đã đi theo cha trê nuôi rồi. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cha mẹ ruột của chúng ta thôi. Các con suy nghĩ rất đúng. Thầy ơi, bây giờ chúng con phải đi đâu để tìm mẹ? Cốc mẹ không được xuống hồ vì quan cấm. Các con hãy lên trên mặt hồ đi tìm mẹ đi. Chúng con cảm ơn thầy. Các con đi nhớ phải cẩn thận nha. Bẩm quan, con biết tội rồi. Tại sao ngươi lại cướp con của nhà Cốc? Dạ tại vợ chồng con hiếm muộn, muốn có được đứa con để ẵm bồng nuôi nấng. Khi thấy đám trẻ hổng cha hổng mẹ nên đem về nhà nuôi. Dạ bẩm quan, con cũng như quan, nhìn thấy lũ đồng nọc đầu to lại có đuôi thì nghĩ chúng là con nhà trê thôi. Quan xem, chúng mãi vẫn chưa rụng đuôi, chưa chắc chúng là con nhà Cốc đâu ạ. Bây giờ ông hết nói được rồi nha. Chúng tôi đích thị là con nhà Cốc. Chúng tôi là Cốc, cha mẹ chúng tôi là Cốc. Hắn ta là kẻ tham lam, ăn hối lộ, xử hắn đi. Dạ con lỡ dạy, xin quan tha cho con. Vợ chồng trê cướp con của người khác, phạt 50 lượng vàng và 50 roi. Còn cá rô, người dám ăn hối lộ xử oan người, bị cắt chức và đánh 50 hèo, thả tự do cho Cốc cha. Chồng dám lên mây, có cái cây lúc đất, con chủ ở nhà hao. Ông chủ đi vắng rồi, muốn qua phê để lại một bé. Mẹ làm bánh rồi, mọi người lại ăn bánh thôi. Con muốn ăn, con muốn ăn, con muốn ăn. Con muốn ăn, con muốn ăn nữa. Trên này của em, mà trả lại cho em đi. Từ từ thôi nào các con, đừng có giận. Con nhớ cha mẹ ghê quá. Chúng không có ba mẹ, cha mẹ che chở với chúng con rất lớn. Tôi nhớ các con quá. Dù không sinh cũng có công nuôi. Tôi nhớ tiếng cười đùa của các con. Thiên ơi, mẹ ơi, Thiên ơi, mẹ ơi, Thiên ơi, Thiên ơi. Các con đã thành công rồi, không giống ta nữa. Trông lạ lắm. Chúng con cũng nhớ cha mẹ lắm. Dù không còn giống cha, nhưng con vẫn nhớ cha ạ. Cảm ơn anh chị đã nuôi các bé trong lúc vợ chồng tôi không có ở đây. Chúng tôi ở gần bờ,
khi nào rảnh anh chị cứ ghé chơi. Nhờ vợ chồng Cốc rộng lượng, dạy đàn Cốc con biết ơn nuôi dưỡng, mà vợ chồng Trê cũng được an ủi phần nào.